Hello, xin chào quý chị các bạn nha. Chào mừng quý chị và các bạn mình đã quay trở lại với kênh ô tô miền Nam nha. Thì hôm nay Hảo sẽ xin giới thiệu cho quý anh chị về một cái dòng sản phẩm xe tải Hyundai N250SL thùng dài lọt lòng 4m3. Nhưng mà hiện tại thì cái thùng này hiện tại là đang ra phiếu mới và thay đổi một số quy cách thùng tại chuyên dùng miền Nam. Đó. Thì đối với sản phẩm New Mighty N250SL này thì nó sẽ có hai màu trắng và xanh, và nó sẽ được trang bị cái khối động cơ là D4CB, đi kèm theo đó là hộp số 6 tiếng một lùi, và công suất của nó đạt đến là 130 mã lực nha quý anh chị. Thì cái dòng xe này quý anh chị nào mình bằng B2 là quý anh chị mình có thể là di chuyển được nha. Đó, dấu B2 là chúng ta có thể là sử dụng và chạy được rồi nha. Đó, thì xe cabin là 3 chỗ ngồi. Đó, còn nếu mấy anh chị mình mua cái dòng sản phẩm xe tải Hyundai này thì quý anh chị mình có hai sự lựa chọn, đó là quý anh chị mình có thể là ra phiếu thiết kế 1 tấn 9, hoặc là quý anh chị mình có thể là nếu mà chúng ta tăng cái khối lượng hàng hóa nhiều hơn thì quý anh chị mình có thể là lựa chọn phiếu thiết kế là 2 tấn 4 nha quý anh chị. Đó, và đặc biệt hôm nay thì Hảo Minh cũng muốn xin giới thiệu cho quý anh chị là về cái dòng mẫu mui bạc với cái phiếu thiết kế mới tại bên em. Đó, thì nhìn bề ngoài thì quý anh chị có thấy không, nó rất nhiều sự khác biệt nha. Đầu tiên là vách ngoài là đã được dập gân đó, và dập sóng luôn, và chừa một khoảng cho quý anh chị mình tầm khoảng 15 cm để cho quý anh chị mình có thể là dán đề can quảng cáo bên hông xe đó. Và nhìn con xe dập gân lên thì quý anh chị nhìn về ngoài thì xe là khá là chắc nha. Đó, và vách ngoài được làm bằng inox nha quý anh chị. Thì ngoài ra cái mẫu này thì bên em vẫn giữ nguyên là bản lề inox. Đó, bản lề inox nha. Đây. Và biên là vẫn là biên inox nha quý anh chị. Đó. Rồi, về phần bộ cản thì bên em có sự thay thế là cản này là cản inox nha quý anh chị. Và inox này đã được dập gân lên rồi. Đó, nên nhìn cái cản nó khá to và khá chắc nha. Đó, giúp con xe đẹp hơn, tỉ mỉ hơn, độ hoàn thiện cao hơn và chất lượng đi kèm nó sẽ là tốt hơn nha. Đấy. Những cái ốp trụ thì bên em cũng làm bằng inox cho quý anh chị mình luôn. Chỉ có cái trụ này làm bằng thép và đã được sơn lớp sơn màu đỏ theo yêu cầu của anh chị mình. Khi chúng ta đặt hàng, chúng ta có thể là sơn màu trắng theo xe, màu xanh theo xe, hoặc là màu đỏ, màu vàng, đó theo nhu cầu phong thủy của quý anh chị mình nha. Và đặc biệt thì cái vách trước vẫn là làm 3 lớp nha quý anh chị. Vách trước là lớp ngoài đã được dập gân lên này bằng inox phủ bạc đó. Và vách trong nó sẽ làm bằng tôn kẽm, và ở giữa nó có khung xương và mút đó. Cái phía trước nó làm 3 lớp để cho quý anh chị mình chở hàng, khi cái lượng hàng hóa nó dồn về phía trước thì cái bách này sẽ giữ lại, nó sẽ tốt hơn nha. Đấy, làm bằng inox dập gân. Đấy. Về phần vè thì bên em vẫn giữ là phần vè inox cho quý anh chị mình nha. Đây, vì cái phần vè này nó tiếp xúc trực tiếp với phần mặt đường nên là cái này đương nhiên lúc nào phải giữ là inox cho quý anh chị mình rồi. Nhìn bề ngoài thì cho cái trụ này chỉ là trụ thép và sơn màu rồi thôi, còn hầu như những cái chi tiết đó là bên em đều làm bằng inox hết cho quý anh chị mình rồi nha. Và cái khung xương trên thì lúc nào đối với cái mẫu thùng bên xe tải bên em thì khung xương vẫn là khung xương hợp kẽm 40 đó. Và hợp kẽm này ở những cái món hàng thì bên em mài lại và sơn chống rỉ sét ăn mòn lên cho quý anh chị mình nha. Đây, dây buộc bạc cũng là dây tròn nè. Đó, nhìn con xe nó khá là đẹp nha quý anh chị. Đấy, nhìn bề ngoài thì hầu như là inox hết rồi. Nó giúp tăng cái giá trị xe khi mà quý anh chị mình lưu thông ngoài đường thì nhìn bề ngoài là nó inox hết nha. Giá trị xe chúng ta nhìn là thấy nè, cái thùng inox khá đẹp. Đấy. Về phần phía sau thì có sự thay đổi khá là khác biệt luôn. Đây. Cửa sau bách ngoài mở hai cánh đều làm inox dập gân. Bửng sau cũng là dập gân luôn. Đó, giữ lại là tay phá bản lề inox. Đó, và biên phía sau là biên inox. Và khung hộp đèn bên em làm inox cho quý anh chị mình luôn nha. Đó. Phía sau này và làm dạng hình cản sâu có trang bị đèn LED. Đấy. Đây, đèn báo vào quang đêm nè, báo xi nhan báo rẽ nè. Đấy, 4 ngọn đèn nữa nha. Và làm một tấm inox chấn ở giữa này luôn. Đó, quý anh chị mình hãy bật bảng số ngay đây và có đèn báo biển số luôn. Đó, nhìn con xe là
option nha quý vị. Đó, nhìn là inox tổng thể hết. Và kết cấu bên trong này, cửa phía trên. Đó. Cửa phía trên ba lớp nha. Đấy. À, quý anh chị mình có hai sự lựa chọn nếu mà chúng ta không thích cái dạng mở cánh này. Đó, thì quý anh chị mình có thể là làm dạng chống vỉ nha. Đấy. Ok. Đây tay phá bán lệ inox nè. Đây. Đây. Và có một cái điều mà Hảo muốn chia sẻ quý anh chị luôn. Thì về phần này thì bên em làm dập gân và chỉ làm là một vách cứng dày. Đó. Còn quý anh chị nào mình thích thì có thể là đặt là bắn một tấm inox hoặc là tấm tôn kẽm vách phía trong. Đó, thì giúp con xe nó sẽ nhìn nó sẽ là bên trong nó sẽ liền lạc hơn. Đó, còn hiện tại là bên em chỉ làm một vách dày lên. Đó, giúp con xe là gia cố cái phần một vách đó. Đó. Rồi, về mặt sàn thì sàn hiện tại là sàn phẳng và sàn này là sàn kẽm nha quý anh chị. Đó, phẳng hoặc là quý anh chị mình có thể là lựa chọn là sàn dập sóng. Đó, này là theo yêu cầu quý anh chị mình thôi. Rồi, về phần trụ ở giữa thì với thiết kế tại chuyên dụng miền Nam bên em thì trụ là phải cao lên tới trên kèo nha. Đây, không làm trụ lửng nha. Đó. Nhìn con xe thì gia cố là khá là chắc nha quý anh chị. Đấy. Rồi. Thì đây là một cái mẫu khung mới vừa được cho xuất xưởng tại chuyên dụng miền Nam bên em. Thay vì quý anh chị mình có thể là lựa thùng tiêu chuẩn miền Nam thì quý anh chị mình có thể là thêm một sự lựa chọn nữa nếu mà quý anh chị mình thích là cái thùng chúng ta nhìn thùng inox đó. Thì quý chị nào mình quan tâm tới thì liên hệ trực tiếp qua cho Hảo qua số điện thoại 0908 965 300. Thì Hảo cũng xin cảm ơn quý chị mình hồi nãy giờ đã theo dõi hết video clip lần này. Nếu mà quý chị mình thấy hay thì nhớ cho em xin một like và cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới nha để ủng hộ cho em và có thể là theo dõi nhiều video clip khác, nhiều cái mẫu thùng khác đẹp hơn. Rồi, Hảo cũng xin chào và hẹn tạm biệt, gặp lại quý chị mình ở video clip lần sau nhé. Xin chào.